Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ri Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 11: nước đông đá trong chai nhựa gây ung thư. Tin đồn này bắt nguồn từ một chương trình trên TV ở Nhật Bản. Một người tự nhận là nhà khoa học làm dấy lên tin đồn rằng nước đông đá trong chai nhựa là không tốt cho sức khỏe. Tin đồn này được lan truyền trên mạng và cải biến thành nước đông đá trong chai nhựa sẽ thô nhiễm, khả năng hòa trộn không mong muốn, chất diethylhexin adipat DEHA và diethylhexin phthalate DEHP và cả dioxin. Đây là các chất gây ung thư. Tin đồn còn gán kết luận này cho các tổ chức sức khỏe nổi tiếng như Bệnh viện Đại học John Hopkins. Sự thật là dioxin không thể có trong chai nhựa vì các chất tạo ra nhựa cũng như trong suốt quá trình sản xuất nhựa không có chất hóa học nào có thể biến thành dioxin. Do đó, nói nhựa có thể thô nhiễm dioxin vào nước là không có cơ sở. Ngược lại, DEHA và DEHP đều có trong quy trình sản xuất của rất nhiều loại nhựa. Hơn nữa, dư lượng các chất này sẽ không gắn chặt vào nhựa, không tạo liên kết quá trị với polymer của nhựa. Do đó, nguy cơ thô nhiễm vào nước của hai chất này là có thật. Tuy nhiên, nói việc đông nước làm thô nhiễm các chất này hay tan vào nước nhiều hơn ở điều kiện thường là không có cơ sở. Các chất này đều là các chất hữu cơ cồng kềnh. Về mặt hóa lý thì nước không hòa tan tốt các chất này, nên nhiệt độ nước càng nóng thì chúng mới càng tan nhiều. Việc đông đá, tức hạ nhiệt độ của nước, sẽ càng làm các chất này khó tan trong nước hơn. Do đó, nói đông đá sẽ làm các chất này thô nhiễm là phản khoa học. Hơn nữa, đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy DEHA và DEHP là chất gây ung thư. Theo kết luận từ Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, DEHA và DEHP được xếp vào nhóm 3, nhóm các chất không có bằng chứng nào thuyết phục về khả năng gây ung thư trên người hay động vật. Cuối cùng, dioxin không phải là một chất mà là một nhóm các chất có cấu trúc tương tự nhau. Trong các chất thuộc nhóm này, đến nay chỉ có 2, 3, 7, 8 tetrachlorodibenzer paradioxin, TCDD cũng chính là thành phần gây độc của chất độc màu da cam, là có đầy đủ bằng chứng cho thấy ung thư ở người. Với các chất khác trong họ dioxin, tương tự với DEHA và DEHP, đến nay vẫn không có bằng chứng nào cho thấy có thể gây ung thư cho con người, theo IARC. Sự thật, nước đông đá trong chai nhựa không gây ung thư. Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ri Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.